các em thân yêu của chị Dân. Nay thì mình sẽ chữa bài tập về nhà của phần là tìm tọa độ của một điểm M. Đấy, tìm tọa độ của điểm M để thỏa mãn một cái hệ thức vector nào đó. Tức là người ta cho em sẵn một cái hệ thức vector như này. Sau đó em tìm tọa độ điểm M thỏa mãn cái vector đấy, thỏa mãn cái hệ thức đấy, thì nó sẽ làm như thế nào? Và liệu là có những cái cách làm nào nó nhanh, nó hơn, và có những bài nào làm được cách nhanh và có những bài nào thì không làm được cách nhanh, thì hôm nay mình sẽ giải quyết hết trong video chữa bài tập về nhà ngày hôm nay. À đúng rồi, sắp thi học kỳ rồi nên chị Vân dặn các em là nếu như làm đề cương hoặc là làm cái gì khó, làm bài tập ấy có phần nào khó thì hãy inbox cho chị Vân. Đấy, inbox cho chị để hỏi bài, chị sẽ trả lời tin nhắn của các em. Chị sẽ hướng dẫn các em làm bài qua inbox đến khi nào hiểu thì thôi. Cố gắng lên nhé, sắp thi rồi. Còn nếu mà các em có thời gian hơn thì các em có thể lên trung tâm, lên TCT để học bài nhá, lên TCT để học trợ giảng. Đấy, nếu như không mà nếu như không có người chị gái của các em ấy thì sẽ có các anh trợ giảng. Đấy, được chưa? Đó. Còn các em hoàn toàn nếu bận quá thì hoàn toàn có thể hỏi chị quen bóc. Hãy hỏi nhiều lên, khi nào mà chị rảnh chị sẽ vào chị rep hết, nhớ chưa? Cố lên nhá. Xong rồi còn gì nữa nhở? Định dặn nốt kem. À đúng rồi, chị định dặn nốt kem là hôm trước, vì là chị Vân bận quá ấy, nên là cái viết lãi suất ngân hàng chị có đăng bị muộn, nên là nhớ vào xem viết lãi suất ngân hàng đi, bởi vì viết đấy rất là hay và bài tập của phần đấy cũng rất là khó, nhớ chưa? Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chữa bài tập thôi. Nào, nhìn vào đây. Kem nhìn nó, chị Vân vào bài số 1. Bài số 1 này của em nó cho tọa độ điểm A này, nó cho tọa độ điểm B, và nó cho cái hệ thức vector của em là MA cộng 3 lần MB bằng vector 0. Thì cái này trên lớp thầy đã dạy rồi. Đó là em hoàn toàn có thể làm cách tự luận. Tí nữa chị sẽ chữa cách tự luận ở bài số 3. Đây, bài số 3 là bài này. Còn ở bài 1 và bài số 2 chị vẫn sẽ chữa theo cách trắc nghiệm. Đó là tọa độ của điểm M của em ấy. Tọa độ của cái điểm này thì em chỉ cần lấy này. Ở đây là gạch cái A đi, à gạch cái M đi, thì nó là 1A. Tức em lấy tọa độ điểm A này cộng với 3 lần tọa độ điểm B này, rồi em chia cho tổng hệ số. Hệ số đây là 1 và 3 thì em chia cho 4. Nào, tọa độ của điểm M bằng tọa độ của điểm A cộng 3 lần tọa độ điểm B. Thế mình cộng thử nhá. Tọa độ điểm A là 1 cộng với cả 3 lần tọa độ điểm B là 3 nhân vào đây này. 3 nhân vào đây. Em lấy 3, em nhân vào đây. Thì nó là 12 không? 1 cộng với cả 12 là 13. Đó. Tiếp tục này, y thì đi với y đúng không? 1 3 nhân âm 3 là âm 9, 1 trừ đi cho 9 thì là trừ 8. Tiếp theo, 2 3 nhân vào đây là 0, 2 cộng 0 là 2. Sau đó này, em tức là em lấy tọa độ điểm A cộng tọa độ điểm B nhé, nó ra như này. Sau đó em phải lấy cái tọa độ đấy, em chia cho tổng hệ số. Hệ số ở đây là 4, 1 cộng 3 thì là 4. Vậy em chia cho 4. Vậy cái đáp án của câu 1 của mình nó sẽ là, nào, viết gọn lại thì tọa độ điểm M của em nó sẽ bằng là 13/4. Tọa độ điểm M này là 13/4 âm 2 và 1/2. Hết bài. Được chưa? Còn cách làm tự luận nhá, là em tính hẳn nó trị tọa độ của vector MA ra, tính hẳn tọa độ của 3 lần vector MB ra, chuyển cái thằng MB đấy vứt sang về bên này này. Đấy, xong mình cho x bằng x, y bằng y và z bằng z. Được chưa? Tiếp theo câu số 2. Câu số 2 làm tương tự thì em sẽ có này, MA cộng 2 lần MB cộng 3 lần MC. Thế chị Vân sẽ có là lấy tọa độ điểm A cộng 2 lần tọa độ điểm B cộng 3 lần tọa độ điểm C thì sẽ được, nào, M sẽ bằng gì đây? Nào, tọa độ điểm A cộng 2 lần B cộng 3 lần C đúng không? A đây. Nào, viết vào đây nhé. 2 lần nhân cái này và 3 lần nhân cái này thì em sẽ có như sau. 1 cộng 2 nhân 2 là 1 cộng 4 là 5. 5 cộng với cả 10, 12 là 17. Được chưa? Tiếp tục này, 1, 2 nhân 0 ở đây là hết này. 1 cộng 0 là 1, 1 trừ đi cho 3 là âm 2. Tiếp tục, 1 cộng 6 rồi cộng với cả 15. Nào, 1 cộng 6 là 7, 15 cộng với cả 7 là 22. Đó, nhưng đến đây chưa hết nhé. Lấy tọa độ điểm A cộng 2 lần tọa độ điểm B cộng 3 lần tọa độ điểm C
nhưng em phải chia nó. Em phải chia nó cho tổng hệ số đây là 1 này, 2 này và 3. Em cộng lại 1 cộng 2 cộng 3 là 6. Vậy em đem chia tất cả cái này cho 6, được chưa? Thì đây là kết quả. Và chị Vân xem nào. Em sẽ được là gì? Nó sẽ tọa độ của điểm M của em này nó sẽ là 17/6, -1/3 và 11/3. Đúng không? Sau đó người ta hỏi là A cộng B cộng C, tức là tọa độ của ba cái tọa độ của cái điểm M, thì em lấy này, nó sẽ là bằng A cộng B cộng C sẽ bằng này, để chị lấy cái máy tính nhá. Đâu máy tính đâu? Đây. Nào, 17/6 cộng với cả -1/3 cộng với cả 11/3, em đã ra được kết quả là 37/6 và đáp án là D. Tiếp theo, mình sẽ làm sang câu số 3. Em phân biệt một chút cho chị ba câu mình vừa làm. Hai câu ở trên đó là cái vế bên phải của em ấy, nó đều là vector 0. Thì em sẽ được áp dụng cái cách tính nhanh mà chị Vân bảo, được chưa? Em được áp dụng cái cách tính nhanh tọa độ điểm M như thế. Nhưng ví dụ sang bài này, bài này là bài số 3 và cái bên này của em nó không phải là vector 0 nữa, nên mình sẽ không được áp dụng cái cách mà chị Vân bảo, mà bây giờ mình phải tính hẳn ra. Em phải tính hẳn tất cả những vector này ra. Đây, bài này chị Vân sẽ làm tự luận nhé. Nào, tọa độ của vector MA thì sẽ bằng lấy tọa độ điểm A trừ đi tọa độ điểm M. Tọa độ điểm M thì chị Vân gọi là nào? Tọa độ điểm A là 1, được chưa? Vậy là 1 trừ đi cho XM, 2 trừ đi cho IM và 3 trừ đi cho ZM. Được chưa? Đấy là tọa độ của vector MA, là lấy tọa độ thằng đằng sau trừ đi tọa độ thằng đằng trước. Tiếp theo là tọa độ vector MB sẽ bằng này, lấy tọa độ B trừ tọa độ A, à nhầm, lấy tọa độ B trừ tọa độ M thì nó sẽ được là 4 trừ đi cho XM, trừ 1 trừ đi cho IM và 5 trừ đi cho ZM. Tiếp theo là hai lần tọa độ của vector MC. Thế chị Vân sẽ bằng nhỉ? Lấy tọa độ C trừ tọa độ M, tức là 0, 0 này, trừ đi cho XM rồi nhân 2, tức là trừ 2 lần XM. Tương tự này, 0 trừ đi cho, 0 trừ đi cho IM thì là trừ IM nhân 2 là trừ 2 IM. Tọa độ của điểm C, tọa độ của điểm C của các em nó sẽ là gì đây? Tọa độ điểm C của các em thì xem nào. À, đây đúng không? Tiếp tục là tọa độ chỗ này này, thì lấy là C trừ M là 3 trừ đi cho 3 này trừ đi cho ZM rồi nhân đôi. Thì chỗ này chị Vân nhân đôi luôn thì nó là 6. Ôi ơi, tẩy to quá. 6 này trừ đi cho 2 lần ZM. Đó, và sau đó người ta bảo là cộng 3 cái vector này lại với nhau thì em sẽ được này, đó là nó sẽ bằng này, x cộng x cộng x, y cộng y cộng y, tức là cộng x này, cộng x cộng x này, nào cộng đi lên đây nào, 1 cộng 4 là 5, 5 trừ xm trừ xm trừ 2xm cho 2xm nữa là trừ 4x gì, trừ 4 lần xm. Tiếp tục này, 2 trừ 1 là còn 1, trừ xm trừ xm trừ 2xm trừ 2 tiếp là trừ 4 lần im. Tiếp theo là 3 cộng 5 rồi cộng 6 là mười mấy đây? 3 cộng 5 cộng 6 là 11, 11 cộng 3 là 14. Tức là 14 trừ đi cho 4 lần ZM. Đây là thằng MA. Rồi. Đây là thằng MA cộng với cả MB.
cộng với cả 2 lần vector MC. Thế còn cái vector bên vế bên phải của em là vector BC thì sao? Vector BC của em nào, nó bằng này, tọa độ C trừ tọa độ B. Tọa độ C trừ tọa độ B thì nó là 0. 0 này trừ đi cho 4 là trừ 4. 0 trừ đi cho trừ 1 thì là 1. 3 trừ đi cho 5 là trừ 2. Đúng á. Và hai cái vector này phải bằng nhau, tức là tương đương với cả là 5 trừ 4 xm của em phải bằng âm 4. 1 trừ đi cho 4 im của em phải bằng 1. Và 14 trừ đi cho 4 zm của em phải bằng âm 2. Và từ đây em giải ra ba thằng xm, im, zm chị Vân. Nào nhẩm nhanh nào. 4 xm thì sẽ là 9 này. Xm là 9/4. Tiếp theo chỗ này, 1 trừ 1 hết, im là bằng 0. Chỗ này tự tính xong rồi sau đó án với chị nhá. Chị không ngồi chị tính cho đâu. Đây là 16 chia cho 4 là 4. Vậy thì zm của em bằng 4. Đấy, vậy đây của chúng ta chính là tọa độ của điểm điểm M, 9/4, 0 và 4. Đáp án A. Xong. Rồi, chuyển chị Vân sang bài số 4. Hình thang ABCD có CD bằng 3 lần AB. Bây giờ mình sẽ vẽ thử nhé. Hình thang ABCD, chị Vân sẽ vẽ nháp trước nhé. A, B, B, C, D. Ok, được rồi. Tức là mình để B sang bên tay trái sẽ đẹp hơn. Đấy, cái này chị Vân cho hai dòng này, hai ly ấy, thì thằng ở dưới này sẽ là 6 ly. Ok. Được chưa? Đây mình sẽ có là AB, nhầm, AB, C và D. Được chưa? Thế có đúng theo em nhìn này, AB của em ấy có phải bằng là 3 lần AB gấp lên này thì sẽ được là CD chưa? Đúng không? Tọa độ điểm A là bao nhiêu, điền vào đây? Là 1, 1, 1. Tọa độ điểm C là 4, 0 và 3. AC thì giao với cả BD. AC thì giao với cả BD. Tại cái gì? Tại điểm Y. Và tính OI, tính OI à? O này của em nhé, chị Vân, cái đề này nó hơi bị lỗ một tí. Thì chị không biết OI là cái O ở đâu ra. Nhưng mà thôi, vì là nó lỗ nên chị Vân sẽ coi cái điểm O có tọa độ là 0,0,0, chính là gốc tọa độ. Bây giờ muốn biết, nghe này, game, nghe. Bây giờ có phải là chị Vân có tọa điểm O rồi, tính nốt tọa độ điểm Y thì sẽ dùng công thức tính khoảng cách giữa hai điểm không? Bây giờ câu hỏi của chị là tọa độ điểm Y là bao nhiêu? Đúng không? Sao biết tọa độ hai điểm rồi thì mình có công thức của tính khoảng cách ấy, là OI này sẽ bằng này căn của đấy. Nhớ không? X bình cộng Y bình rồi cộng Z bình đấy. Còn nhớ cái công thức tính khoảng cách đấy không? Hả? Còn nhớ không? Nếu như vector OI của em có dạng là X, Y và Z thì nó sẽ có công thức khoảng cách như này. Tức là X bình cộng Y bình cộng Z bình. Bây giờ mục tiêu của chị Văn là tính ra tọa độ điểm Y. Thế thì bây giờ em phải tự thiết lập cho chị một hệ thức vector liên quan đến điểm Y. Thì em dừng viết lại nhé. Và bây giờ chị sẽ giải luôn. Nhìn đây này. Có phải là bây giờ em có AB của em sẽ song song với CD không? Đúng không? AB của em sẽ song song với cả CD. Bài này giữ kiện không chặt lắm nhỉ? Biết đâu AB ở đây, CD ở đây thì sao nhỉ? Đúng không? AB, CD. Ừ. AB này. AB, CD. Ồ. Bài này dữ kiện không chặt lắm em ạ. Nhưng mà bài này em xem nào. Bài này em thêm cho chị một cái dữ kiện là AB và CD phải là hai đáy nhá. Có hai đáy ấy. Là CD bằng 3 lần AB. Đấy, thêm chữ là có hai đáy vào đây.
Thế nếu không thì nó hơi vô lý. Giờ em nhìn nhé, vì là AB của em nó sẽ song song với cả CD, thế nên là em có tỷ lệ là, chị Vân viết thử xem em có tự suy không nhá, em sẽ có tỷ lệ là IA chia cho IC sẽ bằng, IA chia cho IC sẽ bằng cái gì nào? Có phải là nó sẽ bằng AB chia cho CD không? Theo như ta lết đảo không? Nào, IA là cái tam giác bé nhá, với cả cái tam giác to nhá. Thì IA chính là cạnh của tam giác bé, IC là cạnh tam giác to, nó sẽ bằng AB là cạnh tam giác bé chia cho cạnh của tam giác to. Và từ cái tỷ lệ đấy thì em sẽ có là, mà nó bảo là AB trên CD thì bằng mấy? AB trên CD có phải bằng 1 phần 3 không? Đúng không? Cái bằng 1 phần 3. Thì em sẽ có là, suy ra này, em sẽ có là IA sẽ, 3 IA sẽ bằng là IC. Và từ đây em nhìn nhé, 3 IA thì bằng IC. Và từ đây chị Vân sẽ đưa nó về cái hệ thức vector này. Thì có phải là vì là I nằm ở giữa ấy, nên là IA và IC nó đang đối nhau. Khi chị thêm vector vào, tức là vì nó đang đối nhau, nên chị sẽ phải tặng cho nó một dấu, dấu trừ như này. Và bây giờ chị Vân sẽ đổi dấu phát là xong. 3 lần IA cộng vector IC thì bằng bằng 0, bằng vector 0. Nào, nhẩm nhanh cái này bằng công thức chị đã dạy, là lấy 3 lần tọa độ A cộng tọa độ C rồi chia cho 4, được chưa? Bằng này, suy ra cái tọa độ điểm Y của em nó sẽ bằng 3 lần tọa độ điểm A là 33, đúng không? 3 này cộng với cả 4 thì là 7. 7 chia cho 4 là 7/4. Tiếp theo, A cộng C, 3A là 3 này, cộng 0 là 3. 3 chia cho 4 là 3/4. Tiếp theo, 3 cộng với cả 3 thì là 6. 6 chia 4, nhẩm nhanh nào, 6/4 là 3/2. Và từ đây em lắp vào cái công thức tính OI cho chị Vân. Nào, lắp vào công thức tính OI cho chị thì nó sẽ bằng này, là căn của 7/4 bình phương cộng với cả 3/4 bình phương cộng với cả 3/2 bình phương. Và bây giờ mình lấy cái máy tính cho mình bấm căn của này, hoặc là mình bấm trước 7/4 nhá, bình phương lên này, cộng với cả này 3/4 bình phương lên, xem nào, cộng 3/2 bằng, trên chỗ này chị Vân cứ viết nhầm ấy nhỉ, cộng với cả, chỗ này thiếu bình phương, cộng với cả 3/2 mà nhỉ? Sao chỗ này tự nhiên có con 2 đâu lòi ra kỳ cục. Cộng với cả 3/2 bình phương. Đấy, sau đó em bấm căn thằng đấy ra. Căn thằng đấy ra thì sẽ là, xem nào, cái này 5,875 thì nó là 47/8 em ạ. Tức là cái này bằng căn của 47/8. Căn 47/8 xem nào. Căn 47/8. Đúng không? Vậy có phải căn 47/8 nhỉ? Bao nhiêu ấy nhỉ? Này không có lịch sử nhỉ? Lại bấm lại à? Hơi cay cú nhỉ, bực mình thế nhỉ? 7/4 bình phương cộng với cả này 3/2 bình phương cộng với cả 3/4. Rồi em lại bình phương 47/8, căn của 47/8 thì bằng căn 47/8. Ê, tự làm nhanh hơn, cái máy tính này bấm bị ngu em, máy tính trên máy mà.
căn 47 phần 8 nhá, thì là căn 47 nhân căn của 8, chụp căn thức thì cái này nó là 8 đúng không? Đó, tiếp theo là căn 8 của em thì lại bằng là 2 căn 2. Căn 8 thì nó bằng là 2 căn 2 đấy. Nhân với cả căn của 47 thì chia cho 8 này, 2 với 8 giúp họ thì cái này còn 4. 47 nhân 2 bao nhiêu? 94. Vậy nó bằng là căn của 94 chia cho 4. Đáp án là B. Được chưa? Đáp án là B, B nhé. Tiếp theo bài số 5, nó bảo là cho một cái tam giác như thế này, vẽ phân giác, vẽ phân giác xem nào, cho một tam giác như này có 3 điểm này, vẽ phân giác trong của AD. Ok, để chị Vân xem là ở đây có cái tam giác nào không nhé. Không có cái tam giác nào em ạ. Để các xem nào, chị Vân chưa vẽ tam giác mất rồi, thôi mình sẽ cùng vẽ nha. Nào, cho một tam giác ABC. Ok, xong rồi nó bảo là có tọa độ điểm A này là 111, tọa độ của điểm B là 41 và âm 3, tọa độ điểm C là 17 và âm 7. Xong rồi là vẽ đường phân giác trong, thì chính là cái đường này. Đây, hai góc này bằng nhau này. Của AD, của góc A, tính cái độ dài AD. Tức là bây giờ chị Vân cần phải tìm ra tọa độ của điểm, tọa độ của điểm D, đúng không? Bây giờ chị Vân cần phải tìm ra tọa độ của điểm D. Thế là tìm tọa độ điểm D thì bài này nhá, nó giống y xí lúc một bài ví dụ mẫu thầy đã cho làm rồi. Tìm tọa độ D thì em phải có được cái hệ thức liên hệ mà có điểm D trong đấy. Thì em nhớ lại cái tính chất đường phân giác, đó là như sau. D là cái chân đường phân giác đúng không? Thì sẽ có tỷ lệ này là DA, à nhầm, DB chia cho DC sẽ bằng nhé, nhìn nhé. D bắn tỉa ra hai cái đỉnh mà nó cùng nằm trên một đoạn này. Ví dụ AD đúng không? Thì D của em có phải thuộc BC không? Thì nhá, tỷ lệ của nó sẽ chia cái cạnh ấy ra, cái chân này sẽ chia cái cạnh ra là DB chia DC để bằng này. DB thì tương ứng với cạnh của nó là AB, nó sẽ bằng là AB chia cho AC. Đó. Mà AB em có tính được không? Em tính cho chị AB bằng bao nhiêu? Dùng công thức tính khoảng cách tính cho chị AB thì mình sẽ cần tọa độ của vectơ AB là lấy B trừ A. 4 trừ 1 là 3, 1 trừ 1 là 0, trừ 3 trừ 1 là trừ 4. Thế tọa độ của vectơ AC, lấy C trừ A 0 này, 6 này, âm 8 này. Bây giờ em tính cho chị tọa độ của vectơ AB là căn của này, tọa độ của vectơ khoảng cách cái độ dài của đoạn thẳng này, lấy này bình cộng này bình cộng này bình, chưa? Đấy là độ dài của đoạn thẳng AB thì bằng căn của 3 bình cộng với cả không bình thì không phải cộng, có với cả 4 bình. Ở đây là âm 4 bình phương nhưng mà thứ là 4 được, thế là 5. Cái này em sẽ ra được là AB bằng 5, chị Vân viết vào đây luôn nhá. AC nào, căn của 0 bình kệ nó này, căn của 6 bình 8 bình thì là 10. Cái có đúng là vét cái đúng là cái tam giác vuông rồi không? 6 8 thì đây là 10 đấy. Vậy AB là bằng 5 chia AC là 10 thì nó bằng 1/2. Và từ đây em sẽ có là nó giống như cái bài y giống như cái bài nào nhỉ? Giống như cái bài 4 này này, em phải thành lập một cái hệ thức vectơ ấy. Thì có phải là DB của em 2DB sẽ bằng DC không? Nào, nhân chéo lên, 2DB thì bằng được DC. Và từ đây em nhìn tiếp nhé. Bây giờ mình chèn vector vào nhưng mà mình phải quan tâm là DB và DC có đối nhau hay không, thì có. Nên khi chèn dấu vector vào thì em phải quan tâm đến cả chiều nữa. Nên em phải để cái dấu trừ. Sau đó để cái vế bên phải là không ấy để mình nhẩm được. Thì mình sẽ chuyển vế và đổi dấu. 2 lần vector DB cộng vector DC thì bằng vector 0. Bây giờ em chỉ cần lấy 2 lần tọa độ điểm B cộng với cả tọa độ điểm C rồi chia cho mấy? Trả lời chị Vân nghe, chia cho mấy nào? Chia cho 3, 2 cộng 1 là 3. Nào. 2 lần tọa độ điểm B
cộng tọa độ điểm C thì lấy là 8 đúng không? 2B của em chị Vân nhắc đây nhá là 8 này, 2 và trừ 6 cộng với cả tọa độ điểm C. Rồi, thì nó sẽ là 9 chia cho 3. Đúng không? Chia tổng hệ số mà. Tiếp theo này. 8 cộng 1 đấy là 9 đấy, 9 chia cho tổng hệ số là 3 đấy. Tiếp theo nhá, 2 7 là 9 tiếp nhá. 9 chia 3 tiếp. Tiếp theo. Âm 6 với cả âm 7 là âm 10. Âm 13. Âm 13 chia cho 3. Thì mình sẽ ra được tọa độ của điểm D. Ra tọa độ của điểm D. Thì cái này nó là 9 chia 3. Tọa độ điểm D của em sẽ là 3 này, 3 này và âm 13 phần 3. Nhà toàn số 3 đúng không? Bây giờ mình bấm máy tính. A từ nó hỏi là AD, tức là em phải tính cái độ dài của vectơ AD đó, tức là lấy tọa độ của điểm D trừ tọa độ điểm A. D nó là 3, 3 trừ 1 thì đây là 2. Cái dưới này cũng là 3 tiếp này, 3 trừ 1 là 2 tiếp. Em bấm thử cho chị Vân xem là trừ 13 phần 3 D trừ A đúng không? Trừ 1 bằng trừ 16 phần 3. Sau đó là em tính cho chị độ dài của vector AD. Đây là vector AD có tọa độ như thế nhá. Còn độ dài thì lấy ba cái thằng này bình lên này. Này bình, cộng này bình, cộng này bình. Rồi căn ra, đúng chưa? 4 cộng 4 cộng với cả 16 phần 3 bấm bằng. À từ từ, 16 phần 3 quên bình phương. Sao tự nhiên có số 9 đây nhỉ? Kỳ thế nhỉ? Cộng với cả 16 phần 3 nhưng mà là bình phương nhé. Đấy, xong bấm căn ra. Căn 328. Căn 328 phần 3 đấy. Không cần phải tính đâu. Con này ra B luôn. Được chưa? Ok, chuyển sang câu số 6 nha các em. Câu số 6 của mình nào. Câu số 6 liên quan đến min max. Nhưng mà đừng sợ. Đừng sợ nha em nha. Min max thì cũng đừng sợ. Bây giờ nó cho mình tọa độ 3 điểm này. Có cái này. Thì cái dạng bài này, cái dạng bài này nhá, mô típ đã làm rồi. Thì em nhìn lên đây. Bây giờ cái vector chị sẽ phân tích này. Bây giờ chị sẽ đưa cái này nó về một cái gì đấy. Chứ để tổng này thì đâu có biết đâu. Vector MA cộng vector MB trừ 3 lần vector MC. Bây giờ M là một điểm chưa biết. Vậy thì chị Vân sẽ dùng quy tắc chèn điểm và biến nó thành là chị sẽ chèn tất cả những cái điểm. Chị sẽ chèn điểm Y này vào giữa này này, vào đây và vào đây. Thì nó sẽ thành này, vector MI cộng vector IA cộng vector MI cộng vector IB trừ đi 3 lần này vector MI cộng vector IC. Thế thì nó sẽ bằng nhá, nhẩm nhanh này em nhìn này. MI bút đen đi. Vector MI cộng với cả MI là 2MI, 2MI trừ 3MI thì sẽ còn là 2 trừ 3 thì còn là trừ MI. Tiếp này, IA, IB và trừ 3 IC, chị Vân viết lại vào đây. Cộng với vector IA cộng với vector IB trừ đi 3 lần vector IC. Thế bây giờ nó hỏi là cái độ dài của cái vector này là nhỏ nhất. Thế chị Vân sẽ giả sử như là cái thằng này bằng 0 đi. Được chưa? Chị Vân gọi một cái điểm Y thỏa mãn cái đẳng thức là vector IA cộng vector IB trừ 3 lần vector IC bằng 0. Và từ đây thì có phải là chị Vân sẽ tính ra tọa độ của điểm Y không? Đúng không? Nào, bây giờ coi như đây là một bài toán riêng biệt là tìm điểm Y để thỏa mãn cái đẳng thức này. Thì có phải là em lấy tọa độ điểm A cộng tọa độ B cộng tọa độ C chia cho tổng hệ số không? Thế tọa độ của A, chị Vân nháp lên đây nhá, nó là 111. Tọa độ của B nó là 203.
trừ 3 lần C này, trừ 3 lần C nhé. Nhớ là trừ 3 thì nó là trừ 12. Trừ 3 nhân vào đây là 3. Trừ 3 nhân với cả 5 là trừ 15. Cộng tất cả những cái này lại với nhau. Mình quy ước là nếu có dấu trừ thì mình nhân luôn trừ 3. Và rồi sau này mình dùng phép cộng. Đúng chưa? Kiểm tra lại là trừ 3 nhân vào đây trừ 12 này, 3 này, và trừ 15. Đúng rồi. Mình cộng hết lại thì nó là trừ 12 cộng 2 là trừ 10. Trừ 10 cộng 1 thì là trừ 9. 1 cộng 3 là 4. Đúng chưa? Đây có phẩy này. 1 cộng 3 là 4 tiếp. 4 trừ đi 15 là trừ 11. Và bây giờ mình sẽ chia tổng hệ số. Thế hệ số ở đây của em là 1 cộng với cả 1 cộng với cả trừ 3. Đấy. Thế thì mình sẽ chia cho mấy đây? Đây là 2 cộng với cả trừ 3. Thì mình sẽ chọn âm. Âm 1. Thế thì nó sẽ thành là 9 trừ 4 và cộng 11. Thế cái tọa độ điểm Y của em nó sẽ là 9 này, trừ 4 và 11. Được chưa? Thế em nhìn đến đây. Thì cái đẳng thức của em ý, nó sẽ thành là, thì cả cái này nhá, cả cái này của em, cả cái đẳng thức người ta yêu cầu này, nó sẽ bằng là trị tuyệt đối của trừ vector MI không? Bởi vì cái thằng dâu ria đằng sau chị Vân đã gọi nó bằng 0 rồi. Thế thằng này nhỏ nhất khi và chỉ khi M của em trùng với điểm Y, mà có tọa độ điểm Y rồi, thì sẽ suy ra tọa độ điểm điểm M cũng là 9 trừ 4 và 11. Em lấy cái này cộng với nhau, 9 cộng 11 trừ đi cho 4 là 20 trừ 4 là bằng 16. Đáp án là 16. Ô, cái con đáp án 16 à? Thế chắc chắn là đáp án sai. Nào, đáp án của chị Vân là 16 nhá. Cộng 16 nhá, không phải là trừ nhá, đề bị nhầm nhá em nhá. Đấy, vậy là vừa rồi chị Vân đã chữa xong bài tập về nhà cho các em rồi. Bây giờ thì cảm ơn vì các em đã xem đến đây. Thật sự cảm ơn các em vì các em đã xem đến đây. Rất là yêu các em. À, đã xem đến đây thì nhớ bấm subscribe cho kênh YouTube của chị Vân đi nha. Để đến Tết là nó lên được 400 sub. Hi hi. Bấm đi. Xong rồi nếu mà bạn bè của các em mà thi học kỳ có làm sao hay là có muốn lấy lại gốc hay gì thì cũng bảo xem cái kênh YouTube này. Bởi vì chị thấy là các bạn xem thì ôn tập rất là tốt. Không phải là lúc nào, nghĩa là nó rất là chủ động về thời gian ấy. Cứ lúc nào các em rảnh thì các em đều có thể xem. Đấy. Nên là để cho con cháu của các em cũng được xem chị Vân thì hãy bấm subscribe đi nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các em. Chị Vân sẽ quay trở lại chữa bài cho các em trong những video sắp tới. Bye bye, tạm biệt.